Những năm gần đây, làng giải trí xứ Trung đã chứng kiến nhiều vụ việc nghệ sĩ bị cấm sóng gây chấn động. Điều này xảy ra là do chính phủ Trung Quốc ngày càng thực hiện nhiều chính sách gắt gao hơn để quản lý và chấn chỉnh giới giải trí. Bên cạnh đó, khán giả cũng ngày càng khắt khe hơn với hình tượng và nhân cách của các nghệ sĩ giải trí. Nhiều ngôi sao đình đám của giới giải trí Hoa ngữ đã bất ngờ bay màu vĩnh viễn khỏi showbiz vì vướng phải những lùm xùm về đời tư hoặc liên quan đến pháp luật. Cùng chúng mình điểm lại một số ngôi sao đình đám của showbiz đã bị phong sát hoặc phải ở ẩn vì scandal trong khoảng 3 năm gần đây nhé. Trịnh Sảng. Vào năm 2021, Trịnh Sảng vướng phải scandal nghiêm trọng liên quan đến việc thuê người mang thai hộ và chối bỏ con ruột với bạn trai cũ Trương Hàn. Việc mang thai hộ ở Mỹ là điều được cho phép, tuy nhiên, đây lại là hành vi bất hợp pháp tại Trung Quốc. Chưa dừng lại ở đó, bạn trai cũ của Trịnh Sảng còn tung ra đoạn ghi âm cho thấy nữ diễn viên từng có ý định muốn người mang thai hộ phá bỏ thai nhi khi bào thai đã lớn. Hành động đánh mất đạo đức này của nữ diễn viên đã khiến công chúng cực kỳ phẫn nộ. Sau scandal mang thai hộ và chối bỏ con ruột, Trịnh Sảng tiếp tục bị cáo buộc trốn thuế và phải nộp phạt 299 triệu nhân dân tệ. Các tài khoản mạng xã hội trong nước của Trịnh Sảng đều bị xóa bỏ. Hàng loạt bộ phim và chương trình truyền hình mà Trịnh Sảng từng tham gia cũng bị gỡ xuống. Các nhãn hàng do Trịnh Sảng làm đại diện cũng đồng loạt ngưng hợp tác và yêu cầu cô bồi thường hợp đồng. Trịnh Sảng cũng bị nhiều cơ quan truyền thông nhà nước viết bài chỉ trích liên tục trong khoảng thời gian đó. Sau khi scandal xảy ra, Trịnh Sảng đã cố gắng tìm kiếm nhiều con đường để có thể quay lại làng giải trí, nhưng điều này là vô vọng, khán giả hầu như đã tẩy chay triệt để đối với cô. Hiện tại, Trịnh Sảng đã sống ở Mỹ gần 2 năm sau khi vướng scandal đời tư nghiêm trọng. Thỉnh thoảng, Trịnh Sảng cũng đăng tải những hình ảnh đời thường của mình trên trang Instagram. Ngô Diệc Phàm, ngôi sao sinh năm 1990, từng là thành viên nhóm nhạc EXO đình đám. Sau khi chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý SM của Hàn Quốc vào năm 2014, Ngô Diệc Phàm trở về Trung Quốc hoạt động và nhanh chóng trở thành một trong những lưu lượng hàng đầu của làng giải trí xứ Trung. Thế nhưng, sự nghiệp đỉnh cao của Ngô Diệc Phàm nhanh chóng tiêu tan chỉ sau một đêm khi bê bối tuyển phi và cưỡng gian của anh bị phanh phui. Danh sách bạn gái của Ngô Diệc Phàm ước tính có trên 20 người đều còn rất trẻ, thậm chí có người vẫn còn là trẻ vị thành niên. Trong những người bạn gái cũ, có cả những nạn nhân của Ngô Diệc Phàm, có người đã bị trầm cảm, có người phải phá thai và cũng có người bị lây bệnh tình dục từ anh. Sau khi bị bắt giữ và điều tra, hàng loạt tội trạng của cựu ngôi sao này đã được đưa ra ánh sáng, khiến công chúng không khỏi rùng mình. Tòa án quận Triều Dương, Bắc Kinh đã kết án Ngô Diệc Phàm 11 năm 6 tháng tù vì tội hiếp dâm và 1 năm 10 tháng vì tội dâm ô tập thể. Sau khi mãn hạn tù, Ngô Diệc Phàm sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc. Trương Chiết Hạn. Vụ việc của Trương Chiết Hạn có lẽ là trường hợp khác biệt nhất trong danh sách này. Nhiều người cho rằng chàng trai này bị họa từ trên trời rơi xuống và không đáng phải chịu hậu quả như vậy. Trương Chiết Hạn bị phong sát vì những bê bối liên quan đến chính trị, cùng với một cuộc tẩy chay chóng vánh nhất trong lịch sử showbiz bởi vì nó diễn ra trong chỉ hơn một ngày. Nguyên nhân của vụ việc này đến từ những bức ảnh từng được chia sẻ trên trang cá nhân của Trương Chiết Hạn trong quá khứ khi anh tươi cười chụp ảnh quanh khu vực của ngôi đền thời tại Nhật Bản. Cư dân mạng đã chỉ ra rằng ngôi đền nơi Trương Chiết Hạn chụp ảnh có nhiều điểm tương đồng với đền Iyasukuni nơi thờ phụng 2,5 triệu linh hồn, bao gồm cả những người tham gia lực lượng phát xít và tội phạm chiến tranh trong chiến tranh thế giới thứ hai. Sau đó, hình ảnh Trương Chiết Hạn chụp hình với một số người quen, được cho là những người thuộc thành phần thân Nhật, tiếp tục bị phát tán rộng rãi. Chỉ sau vài giờ khi những hình ảnh này được phát tán, giới truyền thông và cư dân mạng đã đồng loạt luận tội nam diễn viên là ngu dốt, không tôn trọng lịch sử, làm tổn thương các nạn nhân chiến tranh. Mặc dù nam diễn viên đã lên tiếng giải thích và xin lỗi khán giả, nhưng anh vẫn tiếp tục bị chỉ trích và càng khiến công chúng phẫn nộ hơn. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, từ ngôi sao sáng của màn ảnh, Trương Chiết Hạn bị tổng tấn công từ các trang mạng xã hội xứ Trung, trở thành tội đồ trong mắt nhiều người. Sau này, người hâm mộ của nam diễn viên đã liên tục nỗ lực để chứng minh sự trong sạch của Trương Chiết Hạn, nhờ đó anh chàng cũng đã được minh oan phần nào. Gần đây, Trương Chiết Hạn đang dần trở lại giới giải trí, tuy nhiên thay vì tập trung vào mảng phim ảnh như trước, anh chàng dường như đã chuyển hướng sang âm nhạc và đã tổ chức một số mini concert tại các nước Đông Nam Á. Liệu trong thời gian tới, Trương Chiết Hạn có thể tìm lại được hào quang của ngày trước hay không? Cùng chờ đợi câu trả lời nhé! Đặng Luân, từng là gương mặt nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ, tham gia hàng loạt bộ phim nổi tiếng như Bởi vì được gặp em, Nhìn lẻ một đêm, Hương mật tựa khói sương. Đặng Luân là một trong những ngôi sao khiến công chúng ngỡ ngàng và tiếc nuối nhất khi bị phong sát vì liên quan đến trốn thuế. Cụ thể, Đặng Luân đã bị Cục Thuế thành phố Thượng Hải điều tra và xác định rằng anh đã khai báo không chính xác các mức thu nhập trong năm 2019 và 2020, cùng với đó là chậm trễ trong việc nộp thuế. Sau đó, nam diễn viên bị phạt tổng cộng hơn 100 triệu nhân dân tệ, tương đương 15,7 triệu đô la Mỹ.
Sau scandal trốn thuế, tất cả các tài khoản mạng xã hội của Đặng Luân đều bị khóa và xóa sổ, các hợp đồng quảng cáo của nam diễn viên cũng bị chấm dứt. Điều khiến khán giả tiếc nuối nhất có lẽ là những dự án phim chất lượng của nam diễn viên cũng không còn cơ hội lên sóng nữa. Hậu ồn ào liên quan đến scandal trốn thuế, Đặng Luân càng sống kín tiếng hơn để tránh sự chú ý từ công chúng lẫn báo chí. Thời gian qua, anh chàng tập trung vào việc điều hành, phát triển kinh doanh chuỗi nhà hàng lẩu và quán trà sữa của riêng mình. Thỉnh thoảng, những hình ảnh đời thường của Đặng Luân cũng được mọi người tình cờ chụp lại và chia sẻ trên mạng. Qua những bức ảnh có thể thấy, dù không còn làm người nổi tiếng nữa nhưng Đặng Luân vẫn đẹp trai rạng ngời như ngày nào. Lý Dịch Phong. Trước khi scandal nổ ra, Lý Dịch Phong chính là một trong những nam diễn viên nổi tiếng nhất và có thu nhập cao nhất Trung Quốc. Tháng 9 năm 2022, thông tin Lý Dịch Phong bị bắt vì mua dâm đã làm xôn xao làng giải trí Trung Quốc. Ngay sau khi bị bắt giữ, hình ảnh của Lý Dịch Phong đã dần biến mất trên khắp các lĩnh vực từ truyền hình, điện ảnh cho đến quảng cáo. Nam diễn viên cũng bị tước bỏ tất cả các giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất và ngôi sao được yêu thích nhất từng đạt được. Từ khi được cảnh sát thả khỏi trại giam, Lý Dịch Phong giữ động thái im lặng. Nam diễn viên từ chối mọi yêu cầu phỏng vấn từ truyền thông hay phản hồi với khán giả. Ngoài Lý Dịch Phong bị phong sát vì tội mua dâm, thì trong năm 2021 và 2022, còn có một số ngôi sao nam khác bị phong sát vì liên quan đến vấn đề đạo đức và đời tư, như nam ca sĩ Hoắc Tôn, chủ nhân của bản hit Vén Rèm Châu, bị rớt đài vì đời tư hỗn loạn, đạo đức suy đồi. Trước sức ép của dư luận, cũng như những động thái phong sát ngầm từ các nhà đài và các thương hiệu, Hoắc Tôn đã chủ động tuyên bố giải nghệ ở tuổi 31. Nhiều cư dân mạng ủng hộ quyết định của Hoắc Tôn và cho rằng anh cũng không xứng đáng tiếp tục hoạt động tại showbiz sau loạt phốt nhân cách. Cùng với đó là không ít bình luận kêu gọi các nghệ sĩ có vấn đề về đời tư nên tự dừng công việc nghệ thuật giống Hoắc Tôn. Nghệ sĩ piano Lý Vân Địch bị phong sát vì liên quan đến nhiều vụ mại dâm. Hình ảnh hoàng tử piano của Lý Vân Địch bị tan vỡ ngay lập tức sau khi tin tức nam nghệ sĩ này bị bắt vì mua dâm được cơ quan chức năng công khai. Nam ca sĩ Vương Lực Hoành bị phong sát vì liên quan đến loạt scandal gồm bao gái, ngoại tình và bạo lực lạnh với vợ, ăn ở tệ bạc với nhà vợ. Trước khi scandal nổ ra, Vương Lực Hoành được mọi người ngưỡng mộ vì có sự nghiệp thành công và một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng, vợ cũ của Vương Lực Hoành đã lên tiếng vạch trần bộ mặt thật và những chuyện xấu xa của nam ca sĩ. Lúc mới thấy tin tức này lần đầu, công chúng đều không tin đây là sự thật, bởi trong ấn tượng của mọi người Vương Lực Hoành là một người quá hoàn hảo. Nhưng vợ cũ của anh đã đưa ra rất nhiều bằng chứng thuyết phục để chứng minh sự thật. MC Tiền Phong của Đài Hồ Nam, nam MC nổi tiếng này bị phong sát vì được cho là có liên quan đến một vụ án cưỡng gian và một số vụ việc quấy rối tình dục khác. Những tưởng showbiz đã có thể vượt qua cơn bão scandal của năm 2021 và 2022, thì đến giữa năm 2023 những scandal mới lại tiếp tục nổ ra, đầu tiên phải kể đến scandal tình ái của Thái Tử Khôn. Giữa năm 2023, nam ca sĩ nổi tiếng Thái Tử Khôn liên tiếp dính vào các scandal tình ái, khiến nhiều người hâm mộ hoang mang, choáng váng. Cuối tháng 6 năm 2023, một paparazzi có tiếng của xứ Trung đã tung tin Thái Tử Khôn có quan hệ tình cảm với cô gái tên C, khiến cô mang thai, nhưng sau đó lại yêu cầu cô này đến bệnh viện phá bỏ cái thai đã được 6 tuần. Không chỉ vậy, mẹ của nam ca sĩ khi biết tin đã nghi ngờ cô gái này muốn lập mưu tống tiền, nên đã nhờ thám tử tư theo dõi và còn lắp đặt trái phép camera trước cửa nhà cô. Ít ngày sau đó, tin tức Thái Tử Khôn có quan hệ tình cảm với một cô gái vẫn còn là trẻ vị thành niên lại tiếp tục được lan truyền mạnh mẽ, gây xôn xao trong dư luận. Tuy nhiên, phía Thái Tử Khôn vẫn luôn giữ lập trường im lặng, không có bất kỳ động thái lên tiếng nào để làm rõ các vấn đề liên quan đến sự việc. Mãi đến khi sự việc ngày càng vượt tầm kiểm soát, phía nam ca sĩ mới lên tiếng phủ nhận và thông báo sẽ khởi kiện các bên tung tin đồn. Sau những bê bối đời tư, tên của Thái Tử Khôn đã bị gỡ khỏi các chương trình giải trí mà anh từng tham gia trước đây. Nhiều biển quảng cáo có hình ảnh quảng cáo của Thái Tử Khôn cũng bị gỡ xuống. Động thái phong sát lạnh rõ ràng nhất đối với nam thần tượng có lẽ là việc Thái Tử Khôn bay màu hoàn toàn trong hai tập cuối của chương trình Keep Running được quay ở Thái Lan. Thời gian qua, Thái Tử Khôn mặc dù vẫn đang ở ẩn, nhưng nam ca sĩ cũng có nhiều động thái đáng chú ý cho thấy anh sẽ sớm ngày quay trở lại hoạt động trên thị trường âm nhạc. Viên Băng Nghiên. Viên Băng Nghiên có lẽ là người duy nhất trong danh sách này được gọi tên vì liên quan đến hành vi trốn thuế hai lần liên tiếp. Năm ngoái, công ty do Viên Băng Nghiên làm đại diện đã bị phạt 978.000 nhân dân tệ, khoảng 3,4 tỷ đồng vì có hành vi trốn thuế. Tuy nữ diễn viên thông báo rằng đã sớm rút khỏi công ty, nhưng trước sức ép từ nhiều phía, Viên Băng Nghiên đã tuyên bố sẽ tự kiểm điểm sâu sắc và gửi lời xin lỗi đến công chúng. Tưởng chừng, Viên Băng Nghiên có thể quay lại showbiz sau thời gian dài rút kinh nghiệm, nhưng vào ngày 17 tháng 9 vừa qua cô nàng lại tiếp tục bị cơ quan chức năng gọi tên lần thứ hai.
vì lại có hành vi trốn thuế và phải nộp phạt gần 3 triệu nhân dân tệ, khoảng 10 tỷ đồng. Ngay sau khi thông tin viên Băng Nghiên trốn thuế lần 2 nổ ra, tài khoản mạng xã hội của cô đã biến mất, những thông tin và hình ảnh có dính dáng đến cô cũng bị xóa bỏ. Đây được xem là động thái cho thấy các cơ quan, tổ chức đã phong sát triệt để nữ diễn viên vì bê bối trốn thuế. Như vậy, các bộ phim của viên Băng Nghiên như Khuynh Thành Diệt Thanh Hoan, đóng cùng Trung Hán Lương, Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng, đóng cùng Lưu Học Nghĩa, sẽ không còn cơ hội để lên sóng nữa. Tống Tổ Nhi, ngoài trường hợp của viên Băng Nghiên, cách đây không lâu, một nàng tiểu hoa nổi tiếng khác của Cbiz là Tống Tổ Nhi cũng vướng vào lùm xùm trốn thuế và có thể là có liên quan đến cả việc rửa tiền. Tuy phía cơ quan chức năng và cả Tống Tổ Nhi chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào, nhưng công chúng đều ngầm hiểu rằng cô nàng đã bị phong sát lạnh và sẽ gặp khá nhiều rắc rối trong thời gian tới. Các mọt phim thì tỏ ra lo lắng cho số phận của cô nàng. Bởi nếu như Tống Tổ Nhi chính thức bị phong sát thì những tác phẩm có sự tham gia của nữ diễn viên như Khom Lưng, đóng cùng Lưu Vũ Ninh hay Vô Ưu Độ, đóng cùng Nhậm Gia Luân, sẽ không thể lên sóng trong thời gian tới. Trong các trường hợp sao Cbiz đã bị phong sát vì scandal mà mình vừa đề cập ở trên, ai là người khiến bạn cảm thấy tiếc nuối nhất? Hãy chia sẻ với chúng mình ở phần bình luận nhé! Và nếu cảm thấy video này thú vị thì hãy bấm like, share cho mình với nhé! Và đừng quên bấm nút đăng ký kênh để xem thêm nhiều video mới hấp dẫn khác. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. See you!